Ok, xin chào các bạn. Hôm nay không nói chuyện được nha. Hôm nay không cho nói chuyện được, xin các bạn thông cảm giùm nha. Bữa nay mình sẽ ăn thử trái này nha. Trái này tên là... Ok, xin chào các bạn. Hôm nay mình trở lại với cái kênh YouTube Cuộc Sống Bên Pháp. Chọc các bạn chơi chút xíu thôi. Chứ không có cái giọng mình không có bị gì hết. Rồi, hôm nay xử tội đến cái trái này. Không, trái này không có làm tội gì hết, thành ra mình không có xử đó. Nhưng mà hôm nay giới thiệu cho các bạn xem một cái trái này, nó rất là ngộ. Đó. Nó tên là, cái tên của nó là Tamarillo. Tamarillo. Tức là Solanum betasum. Solanum betasum. Betasum. Ôi, chắc đọc vậy quá. Betasum. Đây. Đó. Trái này người ta nó giống như là một cái trái tim. Quả tim của con gì không biết. Cái quả tim của người ta thì nó bự hơn, nhưng mà cái này nó cũng giống giống như cái hình vậy. Nó có hơi dân dân màu đen sậm sậm. Cái màu của nó thì nó hường đậm, giữa hường với lại tím. Nó không phải đỏ, nó giữa cam, hường với tím. Như các bạn thấy trên cái trái này, cái này nó hơi vàng vàng hơn mà nó cũng có cái dân dân này. Trái này nó kêu bằng Tamarillo. Và bên Pháp này nó cũng có một cái tên là Tomate en Arbre. Tomate en Arbre tức là cái cũng như là cái cà tomat mà nằm trên một cái cây, một trên cây. Tại vì sao? Tại vì cái trái này á, cái cây của cái trái này á là nó cao tới, nó có thể cao tới 4 hay là 5 mét. Và cái lá của nó đó, cái lá của nó là bự, cũng có thể bự tới 30 cm. 30 cm là như đây, thành ra các bạn thấy cái lá của nó rất là khổng lồ. Và nó ra những cái trái như vậy rất là đẹp, là nó lòng thòng xuống như vậy. Ha, nó lòng thòng xuống như vậy. Thì cái cây này á là có một năm mình đã trồng trong cái sân của mình. Mình lấy cái hộp nó mình trồng. Và nó ra cái cây rất là bự, cái cây nó lên một cách rất là lẹ. Thì mình nghĩ cái cây này nó trồng bên xứ nóng mà được. Tại vì nó rất là ghét có mà gió lạnh, những cái luồng gió lạnh á. Nhưng mà bên Pháp này á, thì mình trồng lúc đầu mùa xuân á, mình gieo hộp á, thì nó lên tới mùa hè đó, thì nó lên cái cây đó cũng lên khoảng chừng 2 mét, 2 mét rưỡi. Mà nó ra bông rất là đẹp, lá nó bự lắm, lá nó bự tù dù vậy nè. Nhưng mà nó chưa có dịp ra trái thì mình đã tới mùa thu. Mùa thu bên Pháp là mùa thu thì nó có gió lạnh, thì cái cây này nó không có chịu cái gió. Mà nó chịu đựng nổi tới nhiệt độ trừ 3 độ C. Thì nó sẽ chết. Thành ra có thể trồng cái trái này, nhưng mà không có trồng trồng ở ngoài thì nó lên, nhưng mà mình phải gieo hộp mà sớm á, hoặc là mình gieo hộp vào khoảng tháng 2, tháng 3 mình gieo hộp ở trong nhà nha, tại vì tháng 2, tháng 3 bên Pháp này nó còn lạnh lắm. Mình gieo hộp ở trong nhà, rồi sau đó cái mình đi lúc mà nó lên, cái cây nó lên cao cao đó, mình đem ra ngoài mình trồng. Rồi, ok. Bây giờ mình nó có hai loại, cái này là nó cái bằng tomate en arbre tamarillo nha. Nó có hai loại, một loại thịt cam và một loại thịt đỏ. Ở trong á, cái này mình mua ở trong siêu thị, thì mình không biết là thịt cam hay thịt đỏ. Mà hồi trước tới giờ đó thì mình tuy là mình đã trồng một cái cây này rồi, tại vì mình có lấy cái hộp, nhưng mà mình chưa có bây giờ mình ăn nó, mình chưa có bây giờ biết cái thịt nó trong á là nó màu gì, và chưa bao giờ từng thấy, và cũng chưa bao giờ nếm thử là nó có ngọt, nó mặn, nó đắng, nó cay, nó gì đó, hay là nó chua, mình cũng chưa biết. Thì có nhiều người ta bên dùng Nam Mỹ đó, thì người ta dùng cái trái này rất là nhiều. Ở bên xứ Mexico, ở dưới nước Mỹ đó, thì người ta dùng trái này, người ta làm mấy cái sauce.
Người ta sẽ làm cái sốt là bỏ ớt với cái trái này mà họ thật ra mình nghĩ là nó chắc nó không có đắng, nó không có mặn đâu, nhưng mà nó chắc là nó chua, mà không biết nó chua hay là nó ngọt nhiều, nhưng mà cái đó mình sẽ coi. Và người ta có thể làm nước ép của cái trái này nữa, ta làm nước ép cái trái này, ta bỏ sữa vô, thì bên Nam Mỹ nó làm như vậy. Không biết sữa đặc hay là sữa, nhưng mà nếu mà cái trái này mà nó chua chua ngọt ngọt thì nó rất là ngon. Rồi bây giờ mình sẽ cắt cái trái này lại cho các bạn xem nha. Đó, nó như vậy nè, có hai trái cầm rất là êm tay, tại vì nó vừa trong cái tầm tay của mình, bạn thấy không? Ok, rồi, ok. Rồi, cắt ra. Bây giờ cắt như vậy đi. Đó giờ chưa có ăn cái trái này, để coi coi nó thịt đỏ hay là thịt cam nha. Úi trời. Ơi trời, cái này là nó thịt cam đỏ rồi. Tưởng đâu nó đỏ hay nó cam, không, cái này chắc là thịt cam rồi. Thịt đỏ, mình thấy nó đỏ dữ lắm. Cam à. Rồi. Đây, cho các bạn xem gần nó ra cái như thế nào nha. Thì mình thấy nó có cái hộp này nè, thì cái hộp này mình có thể lấy lại để mình trồng nè. Mình lấy cái hộp này, hồi trước mình lấy có cái hộp này, mình trồng cái hộp này nè. Để cái thèm thử nha. Chua, cha ơi mẹ ơi, nó chua, 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 cái này không phải mặn nha, không phải cay nha, không phải chua, để coi, à cái mùi này nó như là mùi tomat vậy nha, thấy cơ. Cái này nó cũng giống giống như ha cái trái tomat ha. Các bạn thấy không? Tại cái trái này nó hơi phải, nãy mình cắt cái trái này á. Trái này nó đỏ hơn nè. Để mình nếm thử nha. Chua. Chua dữ. Làm sao gọt nó đi. Làm sao gọt nó đi, cắt làm hai vậy đi. Thì cái hộp này mình sẽ để dành lại để mình trồng. Chua. Hộp không à. Trái mà hột không à, thấy ghét lắm. Ăn vô không có nhiều cái thịt hết ra mà cái hột nó quá chừng luôn à. Ôi trời ơi, nó dính tùm lum nè. Chà, cái trái không được nha, cái trái này nó dính dữ lắm nha. Ok. Dính tùm lum mà. Trời đất ơi, sao mình đặt đũa ăn cái trái này, đặt đũa chi đây? Trời ơi, thiệt. Ai đặt đũa đi? Trời ơi, ăn cái cây mà đặt đũa. Các bạn ơi, cái trái này á, người ta nói á, là lúc mà nó thuộc về loại thuộc về loại tomat à. Nhưng mà cũng như tất cả những cái trái mà thuộc về loại tomat á, thì cái da của nó, người ta nói cái da của nó đó, cái này nè, lúc mà là nó còn sống đó thì cái da nó rất là độc. Mình không có nghĩ là độc chết người, nhưng mà độc là cũng như là mình ăn vô đó thì mình sẽ bị hoặc là không không tiêu hay là đau bụng hay là gì như vậy đó, là mình sẽ lấy cái da nó ra.
Nó đổi. Ui trời, không được nha. Cái này nó làm nó ở trong này thì nó chua, mà ở ngoài này thì nó đắng đắng. Thành ra mình ăn ở trong không được, ở trong ăn trong không mà không có ăn ngoài được. Mà nó dơ quá, nó dơ quá các bạn ơi. Cái này nó dính tùm lum mà dơ quá. Xanh xíu đi, dơ quá. Bây giờ mình không biết làm sao để làm cho cái này cho ăn này nè. Bây giờ mình lấy cái này mình ăn thôi. Cái thịt nó không không có ngon lắm nha. Thịt nó không có ngon lắm, tại vì nó cái mùi như là nó hơi bở bở. Nó hơi bở bở các bạn ơi, nhưng mà nó chua, mà nó chua như là me, chỉ để nó hơi giữa cái trái me với trái khế, nhưng mà cái thịt ở trong này nó rất là bở, thành ra mình thích cái gì giòn. Và thứ nhì á là cái trái này nó dính dữ quá, các bạn thấy nó cái màu nó này như là máu vậy, thành ra ăn không có hấp dẫn gì hết, mà nó đụng chỗ nào thì nó dính chỗ đó. Hồi nãy mình ăn thử cái vỏ ngoài này ra thì không ăn được, tại vì nó hơi đắng đắng. Cái chỗ này nè, là nó cứng lắm. Bạn thấy không? Đây nè. Mình làm cho các bạn xem nha. Nó cứng ngắc à. Mình cạp cái ở trong là không không được hả? Chứ mình ăn cái ngoài không được. Nó cứng với lại nó hơi đắng đắng. Cái này không biết là nó chín chưa đó, nhưng mà ở trong này thì nó thấy nó rất là đẹp, như là hai cái chữ, như là hai cái chữ C mà nó đối diện nhau vậy, à, thấy không? Với lại như là một cái loại chữ tàu vậy đó, nhưng mà mình thấy mình ăn ở trong này được thôi, ở ngoài này thì nó không có không ngon, không ngon lắm. Cái này thì thường thôi, không không ngon lắm, nhưng mà để mình, tại vì mình rất thích cái cây này là mình đã trồng một năm rồi, nhưng mà bây giờ thấy cái trái này không 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 ăn được. Ăn được nhưng mà mình không thích lắm, tại vì nó không có, nó có cái vỏ ngoài đó nó cứng lắm, và chỉ ăn được cái ở trong này thôi, mà ở trong này toàn là hột không à, các bạn thấy không, hột không à. Ăn nữa nha. Hộp không à. Chua thấy màu tỏi luôn. Chua vừa hộp. Trái gì kỳ vậy hả? Cái này không thích, tuy nó đẹp, ok đẹp lắm, nhưng mà không thích, mình không thích.
nói vậy tội nghiệp nó, nhưng mà thôi kệ, bây giờ có sao nói đó ha. Tại vì không thích thì nó không thích, tại vì ở trong này ít cái đồ ăn lắm, nhưng mà vì chua quá, giữa như là me với lại với này nó có cái nó như là không biết các bạn cũng như là ăn ăn cái cà tomat á, các bạn thấy nó cũng hơi ngọt ngọt chua chua ha, mà nó có một cái vị mà hơi hơi mặn mặn ở trong á, thì cái trái này nó cũng y vậy đó, nhưng mà nó chua hơn, chua rõ rệt hơn cái ăn một cái trái tại tomat. Có tỏi trưng nè, ăn có một cái à, làm tỏi trưng đỏ đỏ tại quầy vậy nè. Dính dữ lắm nè, ngọt à. Đó rồi, rồi vậy à, rồi cái video này cho các bạn trời ơi đậu đũa, video này để cho các bạn xem cái đũa, video này để cho các bạn xem cái trái này nó là làm sao ha, để mình cũng lần đầu mình mua về ăn thử. Nhưng mà nói thiệt với các bạn thì mình không thích, tại vì nó rất là bở và nó không có cái mùi vị, nó không có ngon. Để về dành mình lấy hộp, tại vì mình trồng nó thì như trồng cái cây kiểng vậy thôi, thì mình thích cái lá nó bự lắm với trà trái nó nhưng mà nếu mà nó ngon hơn đó, thì nó tuyệt vời, nhưng mà cũng cũng khó mà giữ lại cái cây này để mình lấy trái lắm, tại vì một trồng bên Pháp đó thì khó mà lấy trái, tại vì lúc mà nó lớn lên á thì nó bắt đầu nó có thể có trái đó, thì cái mùa thu và mùa đông tới rồi, thành ra lúc đó nó lạnh nó bị chết. Ôi ôi. Rồi trình bày cho các bạn xem, mong là các bạn cũng thích cái video này. Mình sẽ có cái gì hay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn thêm nữa. Nếu các bạn thích thì các bạn like và bạn đăng ký cái kênh của mình ha. Thôi mình chúc tất cả mọi người vui vẻ và nhiều sức khỏe, tất cả các bạn và gia đình. Hẹn các bạn video kỳ tới. Xin chào tất cả các bạn.